Chào tất cả anh em, mình giới thiệu với anh em hôm nay mình có về một cái đầu nén. Loại này con này cũng khá là to ấy. Ti nó khoảng 25 ly. Loại ti này là ti mã chrome đen. Đầu này thì đời nó thấp rồi, nó không cao đâu. Nhưng mà mấy con đời thấp này mà lựa được những con mà chất ấy thì dùng nó rất là bền, vì lý do là cốt với gen nó rất là to. Loại này con này thì nó đặc biệt hơn ở chỗ là mã rơm đen nó bền hơn cả loại mã rơm trắng, mình gọi nôm na là inox ấy. Tiếng lúc bay rất là ngon, còn nhảy ok hết, điều áp to, chỉnh áp phía trên có bầu tích áp liền thân máy bằng thau luôn, thau này còn là thau ửng đỏ nhá, thau rất là bền. Đồng hồ thì bị vỡ mà kín rồi, kim còn chỉ này mà vỡ mà kín rồi, con này chắc thay đồng hồ thì chắc cũng không mấy tiền đâu. Đây, tất cả chi tiết đủ, thiếu cái nắp đậy phía trên thân máy. Mình quay ngang nhé, cái này thì kích thước nó hơi to xíu. Này, mắt nhớt còn rất là trong, chứng tỏ những con này chạy nó được dùng ít, nhớt không đen, nó không làm ố mặt kính ấy. Bản thông số của nó thì mờ lắm rồi, chắc lấy nét cũng khó mà nhìn được, nhưng mà mình đọc được thì nó từ 2 đến 4 HP, lưu lượng áp vẫn là 35, lưu lượng từ 33 đến 47 lít này từ chỗ này. Nói chung con này thì lắp được motor 2 HP thì ngon, dưới nó thì chắc không hiệu quả đâu, hoặc là kéo máy nổ được máy 5 HP gì đấy, kéo là vừa sức luôn. Xịt thuốc, anh em nghe tiếng lúc bên đó nhé, hoàn toàn không dơ lắc cốt gen luôn. Kích thước thì nó hơi to tí hơn găng tay mình cho thân máy này. Con này thì nó nặng khoảng 2 mấy ký. Mình soi thêm một lần nữa nhé. Ti rơm đen bóng loáng luôn, ba ti đều bóng loáng hết, tí mình chưa rửa hơi bẩn một tí thôi. Giá con này là 1,8 triệu, anh em có cần dùng thì cứ liên hệ cái số điện thoại ở trên cái kênh của mình nhé. Rồi, xin chào và cảm ơn anh em.